Xin chào quý vị và các bạn. Như trước đó chúng tôi đã đưa tin, thì nhằm hỗ trợ người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp gặp khó khăn do Covid-19, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116 về chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Và mới đây, Thủ tướng cũng đã có quyết định 28 năm 2021 hướng dẫn thực hiện chính sách này. Để giúp mọi người nắm rõ hơn, ở video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày rõ đối tượng, điều kiện được hưởng cũng như hồ sơ, thủ tục để nhận được tiền hỗ trợ. Rồi, bắt đầu thôi nào. Đầu tiên là điều kiện để người lao động nhận được hỗ trợ. Người lao động thuộc một trong hai trường hợp sau đây sẽ nhận được tiền hỗ trợ. Một là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021. Điều này có nghĩa là người lao động phải có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội tại thời điểm ngày 30 tháng 9. Mọi người cũng cần lưu ý thêm là chính sách này sẽ không áp dụng đối với người lao động đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị, cũng như là người lao động làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên. Đối tượng thứ hai được nhận hỗ trợ là người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, nhưng mà không bao gồm người đã có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng. Trên đây là hai đối tượng trong phạm vi hỗ trợ của Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp trong đợt hỗ trợ lần này. Tuy nhiên, nếu mà bạn cảm thấy mình ít khó khăn hoặc là không khó khăn và muốn dành phần của mình cho mục đích khác tốt đẹp hơn, thì bạn hoàn toàn có thể từ chối nhận tiền hỗ trợ. Tiếp theo là căn cứ tính mức hỗ trợ. Theo quyết định 28, mức hỗ trợ sẽ được tính trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021, nhưng chưa được tính hưởng trợ cấp thất nghiệp. Lưu ý là trường hợp mà người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng mà đến ngày 30 tháng 9 năm 2021 vẫn chưa có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, thì tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp mà chưa được hưởng tại thời điểm ngày 30 tháng 9 sẽ là căn cứ để xác định mức hỗ trợ. Dựa trên thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được tính để hỗ trợ, thì mỗi người lao động sẽ nhận được một khoản tiền dao động từ 1 triệu 800 nghìn đến 3 triệu 300 nghìn đồng như mọi người đang thấy. Vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về điều kiện, về mức hưởng và tiếp theo sẽ là cách để nhận được tiền hỗ trợ. Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số 1, rồi gửi cho người sử dụng lao động. Chậm nhất đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, người sử dụng lao động công khai danh sách để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin nếu có, sau đó lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ theo mẫu số 2 đến cơ quan bảo hiểm xã hội. Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo mẫu số 3 nếu có, gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định của pháp luật, chậm nhất là đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin, và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động, khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Như vậy, trường hợp đang đóng bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động sẽ không cần phải làm thủ tục gì cả. Chỉ trong trường hợp có thiếu, sai sót về thông tin của mình thì mới báo cho người sử dụng lao động biết để điều chỉnh. Còn thủ tục đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì được hướng dẫn như sau. Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận tiền hỗ trợ theo mẫu số 4. Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất là đến ngày 20 tháng 12 năm 2021. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Thời gian hoàn thành chậm nhất là vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động. Trường hợp không được chi hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trên đây là điều kiện, thủ tục để người lao động nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp tại quyết định 28 năm 2021. Mặc dù khoản tiền hỗ trợ không lớn nhưng mà sẽ giải quyết được khó khăn cho người lao động có đóng bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời còn gián tiếp kích thích mua sắm tiêu dùng, thêm động lực cho sản xuất kinh doanh sau thời gian dài đóng băng do Covid-19. Video đến đây là kết thúc, nếu còn thắc mắc gì về vấn đề này thì mọi người có thể đặt câu hỏi dưới phần bình luận, chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp trong khả năng của mình. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại!